Team game mới tới 2 game. League of Legends Mobile hay Liên minh huyền thoại Mobile đã hé lộ những thông tin đầu tiên để game thủ hứa hẹn một màn chào sân khủng bố hạng nhất là MOBA Mobile từ trước đến nay. Chẳng vậy mà trong những ngày đầu tiên khi tin hậu bản di động được phát triển bởi Tencent và Riot Games xuất hiện, game thủ đã ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về thời điểm cập bến của siêu phẩm này. Nhưng quả thật vẫn còn là quá sớm để bàn về thời điểm cập bến của Liên minh huyền thoại Mobile, mặc dù tiềm năng về một sao đổi ngôi mới trong game MOBA trên di động là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước. Hôm nay, mời các bạn cùng xem game.com bọn mình đánh giá top 5 thay đổi lột xác của làng MOBA nếu Liên minh huyền thoại Mobile đến Việt Nam. Đối đầu trực tiếp với Liên quân Mobile. Như nhiều game thủ đã biết, Liên quân Mobile và Liên minh huyền thoại Mobile cùng chung một mái nhà là Tencent. Với việc khá khổng lồ làng game Trung Quốc sở hữu Riot Games, cha đẻ của Liên minh huyền thoại, thì Liên quân Mobile vô hình chung cũng trở thành một hậu bản truyền nhân của LOL trên di động. Nhưng nay, câu chuyện ấy đã khác. Với thông tin Riot Games chính thức bắt tay với Tencent để mang Liên minh huyền thoại lên di động, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Liên quân Mobile không còn hưởng tiếng thơm như bao năm qua. Không những thế, với vị thế của cái tên khủng nhất làng game MOBA, thậm chí từ những ngày đầu tiên định nghĩa về MOBA mới phát triển, Liên minh huyền thoại Mobile chắc chắn sẽ tạo nên một khối áp lực cực lớn đối với Liên quân. Đó là còn chưa kể tới chuyện Liên minh huyền thoại Mobile sẽ mang sức mạnh của một tựa game mới với khả năng đánh thẳng vào yếu điểm của Liên quân là sự bão hòa về nội dung và vấn đề về cân bằng tướng. Chính vì vậy, cảnh gà nhà đá nhau là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, mới đây Liên quân Mobile cũng có câu trả lời hết sức đanh thép về lời thách thức của LOL Mobile. Nhà phát hành Timi đã làm các tín đồ Liên quân đứng ngồi không yên khi tiếp tục tiến hành một cuộc cách mạng mới cho trò chơi này với phiên bản Chiến trường 3.0. Phiên bản mới này như là một tuyên bố chắc nịch rằng Liên quân Mobile vẫn được đầu tư chứ không từ chết như nhiều nhận định phiến diện. Điều này càng làm cho cuộc chiến giữa hai tựa game là LOL Mobile và Liên quân Mobile trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tất nhiên, người được hưởng lợi trong cuộc chiến này chính là những game thủ khi họ sẽ được trải nghiệm những gì hay nhất, tinh túy nhất của cả hai tựa game. Game thủ di cư từ PC sang mobile. Liên minh huyền thoại vốn luôn gắn liền với PC và các chuỗi quán net tại Việt Nam, mang một hình ảnh của sự cố định khó di rời. Tuy nhiên, khi lên mobile, Liên minh huyền thoại hoàn toàn có thể tạo nên một cuộc di cư lớn chưa từng thấy trên PC. Tất cả là nhờ vào đặc tính chơi mọi lúc mọi nơi của mobile. Ở đó, Liên minh huyền thoại mobile sẵn sàng đáp ứng những cựu binh khó tính từng gắn bó nhiều năm nhưng vẫn có thể thu hút hàng loạt bộ phận game thủ mới trên lãnh địa di động. Với sự kết hợp ấy, Liên minh huyền thoại mobile dễ dàng tạo nên một cộng đồng lớn mạnh từ những ngày đầu tiên phát triển. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Riot cho ra mắt Liên minh huyền thoại Mobile cũng sẽ vô tình bóp chính đứa con Liên minh huyền thoại PC của mình. Số lượng người chơi của Liên minh huyền thoại bây giờ đang là con số khổng lồ đến từ khắp các châu lục trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc, Hàn Quốc, phương Tây và cả Việt Nam. Nhưng với lượng người dùng di động thông minh đang rất lớn, thì việc phổ biến Liên minh trên Mobile sẽ khiến cho lượng người chơi trên PC đổ dồn về Mobile nhiều hơn. Gamer thấy tiện lợi khi không cần phải bật PC lên và chơi trên đó nữa, thay vào đó chỉ cần cầm chiếc điện thoại di động thông minh để thực hiện game mình muốn. Như vậy, lượng người chơi trên PC sẽ giảm dần, việc nó còn hot nữa hay không thì không ai được chúng ta có thể biết được. Ví dụ không đâu xa, PUBG phát triển cùng lúc cả trên PC lẫn mobile thì bản mobile thực sự chiếm được cảm tình của người chơi hơn khi nó dễ chơi và cấu hình máy chơi cũng dễ dàng hơn so với bản PC rất nhiều. Hưởng lợi từ phiên bản PC. Cũng giống như PUBG và PUBG Mobile, Liên minh huyền thoại Mobile chắc chắn sẽ được hưởng ít nhiều quyền lợi từ đàn anh trên PC ở khía cạnh nội dung mới. Những bản update, sửa đổi, thêm thắt tính năng hay tướng mới hoàn toàn có thể sẽ phát hành trên PC trước và sau một thời gian tùy chỉnh sẽ đến tay game thủ Mobile. Điều này sẽ giúp Liên minh huyền thoại Mobile có một trải nghiệm trọn vẹn và chất lượng hơn trong khi tránh được những vấn đề nảy sinh bất ngờ khi có update mới.
Chưa kể, nhiều khả năng một số vị tướng trong liên minh sẽ được tối giản hơn trên phiên bản mobile, đặc biệt là Lee Sin, Riven và một vài cái tên có bộ kỹ năng phức tạp khác để giúp cho người chơi có thể dễ dàng thi triển bộ combo mượt mà hơn trên màn hình điện thoại. PC và mobile hòa là một. Việc hòa hợp đặc tính cố định trên PC, console và chơi mọi lúc mọi nơi trên mobile đã không còn xa lạ kể từ khi Switch của Nintendo chào dân. Từ đó cho nên việc dung hòa hai thái cực này luôn là mục tiêu mà các hãng game hướng tới. Với việc Liên minh huyền thoại mobile phát hành, Riot Games hoàn toàn có thể áp dụng tính năng chuyển đổi tài khoản qua lại giữa hai bên, giúp cho cộng đồng game thủ thu về một mối và dễ dàng trải nghiệm game theo bất cứ cách nào mình muốn. Có thời gian rảnh rỗi ở nhà, bạn hoàn toàn có thể bật máy tính lên và làm vài trận, trong khi nếu phải đi xa, bạn chỉ cần cầm chiếc smartphone và thưởng thức game cùng bạn bè chiến hữu. Thế lực eSports mới, cơ hội cho streamer. Khi Liên Quân Mobile chào sân thì đồng hành với nó cũng là những giải đấu khủng và các team thi đấu nổi tiếng. Cũng từ đây mà những cái tên như Team Flash, Swing Phantom hay Adonis eSports đã tiến lên mạnh mẽ và vươn mình ở đấu trường quốc tế. Với Liên minh huyền thoại Mobile trở thành một thế lực mới trong làng MOBA Mobile, đây cũng có thể là cơ hội cho những bạn trẻ bắt nhịp và thăng tiến. Xét về quy mô thì chắc chắn những giải đấu của Liên minh huyền thoại Mobile sẽ được Riot Games tổ chức, vốn đã quá nổi tiếng với các event hết sức chuyên nghiệp và bài bản. Đối với khía cạnh livestream thì game mới cũng đồng nghĩa với cơ hội mới và luồng fan hâm mộ mới. Những cái tên gạo cội sẽ dần chuyển sang Liên minh huyền thoại Mobile, trong khi các cao thủ mới sẽ xuất hiện trở thành những tên tuổi được giới trẻ hâm mộ và nổi tiếng. Đây chắc chắn là cơ hội cho nhiều bạn trẻ trở thành các creator đình đám trên những nền tảng như Facebook hay YouTube. Vậy theo bạn, LOL Mobile ra mắt sẽ thay đổi điều gì trong làng game? Đặc biệt là thể loại MOBA di động, hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!